Chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay của công ty tư vấn du học L&D. Các bạn ơi, học đi đôi với thực hành từ lâu đã trở thành phong cách giáo dục của Thụy Sĩ. Thực tập không chỉ đem lại cho sinh viên cơ hội áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào thực tế, mà còn đem lại cho sinh viên mức lương cao bậc nhất trên thế giới. Và ngày hôm nay, L&D muốn giới thiệu đến các bạn ngôi trường mang đến cơ hội thực tập có lương cao, đó chính là International Management Institute, hay gọi tắt là IMI. IMI có một nhóm thực tập và tuyển dụng chuyên dụng, những người đưa ra lời khuyên và hỗ trợ cá nhân cho từng sinh viên để giúp tìm cho họ cơ hội sắp xếp tốt nhất để hỗ trợ mục tiêu học tập và nghề nghiệp tương lai của họ. Và một thực tập sinh về khách sạn ở Thụy Sĩ được trả tổng cộng tối thiểu 2.212 CHF mỗi tháng với mức lương khác nhau tùy thuộc vào vị trí. Ngoài việc là cơ hội để kiếm tiền, thực tập cũng có thể là một cách tuyệt vời để sinh viên cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của họ khi giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp quốc tế. Và tiếp theo đây, đoàn IMI đã đến thăm sinh viên Việt Nam, đó chính là chị Mai Bích Ngọc. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi và nghe những lời chia sẻ thú vị từ chị em nha. My name is Mai Bích Ngọc. I come from Vietnam and now I work in Sapori Victoria Jungfrau. And basically it's my third internship as an F&B trainee. And when I'm working here, I mostly be the food runner, but I also do some time working in the bar and some time in Jeddah career. Of course, there's always like difficulty when you do an internship because you're just like a student and you have a lot of things to learn. And also because it's an international environment, so everybody, some people speak Italian, some people speak German, the others speak English, then you know, sometimes you're gonna have a bit of misunderstanding during your conversations. The key thing that I believe is like to communicate like straightly and directly if there's anything happen. What I love about Sapori is it's not only a five-star hotel, but it's also an international environment. I love that I can work with a lot of people here, that people come from different countries, from different culture. Working in an international environment, you have to know how to present yourself, how to communicate in the best way, so like to reduce the misunderstanding and like knowledge about the industry that make you a better person, but also the soft skills that such as like communications, because it's gonna follow me throughout my whole career. Và đây thật sự là những chia sẻ rất hữu ích và thú vị, đúng không nào các bạn ơi? Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1800 55 55 14, hoặc các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số Zalo 0818 101368. Các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ văn phòng của chúng tôi tại BL1 căn 36 đường số 9, khu shop house Phú Cường, Rạch Giá, Kiên Giang. Ngoài ra các bạn có thể đến với chi nhánh của chúng tôi tại 526 xẹt 27 Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người cùng những video sau của công ty tư vấn du học L&D nhé.